Trung Quốc lộ điểm yếu trước trận gặp Việt Nam. Saudi Pro League muốn mượn Messi để đối đầu Ronaldo. Man United sẵn sàng trục xuất Sancho. Trung Quốc lộ điểm yếu trước trận gặp Việt Nam. Vào lúc 18:35 ngày hôm nay mùng 10 tháng 10, đội tuyển Trung Quốc sẽ đối đầu với đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu FIFA Days ở sân vận động Đại Liên. Trước thêm trận đấu, báo giới Trung Quốc đã nhấn mạnh về tính chất quan trọng của cuộc chạm trán giữa đội tuyển nhà và tuyển Việt Nam. Cổ động viên Trung Quốc rất hy vọng đội nhà sẽ giành chiến thắng để quên đi thất bại 1-3 trên sân vận động Mỹ Đình vào ngày mùng 2 tháng 1 năm ngoái tại vòng loại World Cup 2022. Huấn luyện viên Aleksandar Jankovic cho biết, dù đánh giá kết quả hay màn trình diễn trên sân, đội tuyển Trung Quốc không đạt yêu cầu trong cả hai trận đấu vừa qua. Đó là thua Syria và hòa Malaysia. Trong những trận đấu đó, chúng tôi đã gặp vấn đề ở khâu tấn công. Khả năng ghi bàn của các cầu thủ là không tốt. Khi đối thủ chủ động chơi bóng phòng ngự, chúng tôi không có nhiều phương án tấn công. Nhìn chung, đội bóng cần phải thể hiện bước tiến mạnh mẽ hơn. Toàn đội cần động lực lớn để khắc phục điểm yếu còn tồn tại. Nhiều trụ cột của đội tuyển Trung Quốc như Liu Dianzhu, Zhang Liufen và Zhu Chenzi đều không được triệu tập chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam vì chấn thương. Về phía tuyển Việt Nam, sau trận đấu với đội tuyển Trung Quốc, đoàn quân của huấn luyện viên Chu Xie sẽ gặp Uzbekistan vào ngày 13 tháng 10 và đội tuyển Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 10. Trong đó, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Uzbekistan ở sân vận động đóng kín và không được tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Man United tống khứ Sancho theo cách ít ai ngờ. Jadon Sancho bị trục xuất khỏi đội 1 kể từ khi đăng đàn phản pháo, miêu tả huấn luyện viên Ten Hag là kẻ nói dối khi loại Anh khỏi trận thua Arsenal hồi tháng trước. Ten Hag tin rằng sau khi loại bỏ thứ virus độc hại, phòng thay đồ MU trở nên quy củ hơn. Tinh thần chiến đấu của Bầy Quỷ Đỏ cũng vừa được thể hiện rõ nét trong chiến thắng kịch tính 2-1 trước Brentford mới đây. Nếu Sancho đưa ra lời xin lỗi, mọi thứ có thể sẽ được bỏ qua. Tuy nhiên, bản thân anh vẫn cho là mình đúng và mối quan hệ giữa hai thầy trò dường như không thể cứu vãn. MU sẽ tống khứ Jadon Sancho vào đầu năm tới và họ sẵn sàng trợ cấp một phần lương là 300.000 bảng một tuần của Sancho nếu đạt thỏa thuận cho mượn với một câu lạc bộ khác. Juventus cùng với Dortmund đều bày tỏ sự quan tâm đến Sancho. Mặc dù vậy, họ chỉ xem xét mượn chứ không chấp nhận chi số tiền chuyển nhượng là 60 triệu bảng như phía MU yêu cầu. Thời gian cách ly khỏi đội hình chính và không được thi đấu sẽ khiến giá trị chuyển nhượng của Sancho suy giảm mạnh. Chelsea bán đứt Lukaku cho AS Roma. Hồi tháng 8 vừa qua, tiền đạo người Bỉ gia nhập đội bóng áo bã trầu theo bản hợp đồng mượn một mùa giải. Lukaku đã ngay lập tức gây ấn tượng tại môi trường mới, ghi 7 bàn trong 8 lần ra sân cùng Roma. Chân sút 30 tuổi bị gạt khỏi chuyến tập huấn trước mùa giải ở Chelsea và nhiều khả năng sẽ không bao giờ khoác lại màu áo xanh thành London. Khi giao kèo giữa Lukaku và Roma hết hạn vào cuối mùa giải này, anh vẫn còn 2 năm hợp đồng với đội chủ sân Stamford Bridge. Theo chuyên gia chuyển nhượng Romano, Chelsea chấp nhận bán đứt Lukaku cho đội bóng thủ đô thành Rome vào mùa hè tới với mức phí là 37 triệu bảng. Đây là thương vụ lỗ to của đội bóng thành London bởi họ từng phải chi 97,5 triệu bảng Anh để rước Lukaku về từ Inter vào mùa hè năm 2021. Kinh nghiệm chơi bóng tại Serie A đã giúp Lukaku nhanh chóng thích nghi cùng đoàn quân của huấn luyện viên Jose Mourinho. Saudi Pro League muốn mượn Messi để đối đầu với Ronaldo. Giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út được cho là đang chuẩn bị một lời đề nghị hỏi mượn Lionel Messi để tạo ra những màn đối đầu kinh điển với Cristiano Ronaldo. Messi đã tỏa sáng kể từ khi ký hợp đồng với Inter Miami của David Beckham vào mùa hè 2023. Anh đã mua một biệt thự trị giá 10,8 triệu đô la Mỹ ở Florida vào tháng 9, ám chỉ rằng anh sẽ ở lại Inter Miami trong tương lai gần. Tuy nhiên, giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út vẫn chưa từ bỏ việc ký hợp đồng với cầu thủ người Argentina và đang cân nhắc phương án đưa anh đến Trung Đông theo hợp đồng cho mượn vào mùa đông này. Về lý thuyết, một động thái cho mượn sẽ có ý nghĩa nhất khi giải MLS kết thúc vào cuối tháng 10 và sẽ chỉ trở lại vào đầu tháng 2 năm sau. Theo đó, Messi có gần 5 tháng không thi đấu. Báo cáo cho biết thêm rằng việc ký hợp đồng với nhà vô địch World Cup 2022 được coi là một động thái quan trọng đối với quỹ đầu tư công của Ả Rập Xê Út. Một đội bóng của Saudi Pro League là Al Hilal trước đây đã cố gắng lôi kéo Messi bằng một hợp đồng trị giá 400 triệu euro mỗi năm. Nhưng siêu sao người Argentina đã từ chối thẳng thừng.
Saka rút lui khỏi đội tuyển Anh chỉ vài giờ sau khi lên tập trung. Ngôi sao của Arsenal đã bỏ lỡ trận thắng 1-0 của đội nhà trước Man City nhưng đã có mặt tại nơi tập trung của đội tuyển Anh vào sáng sớm hôm nay mùng 10 tháng 10 theo giờ địa phương. Sau khi gặp nhân viên y tế của Tam Sư, Saka đã quyết định quay về Arsenal để tiếp tục hồi phục. Sau khi Saka đưa ra quyết định, đại diện đội tuyển Anh đã xác nhận trong một tuyên bố chính thức Bukayo Saka sẽ không tham gia các trận đấu của đội tuyển Anh với Australia và Italia. Tiền đạo này đã hội quân cùng đội tuyển vào thứ hai cùng với phần còn lại của đội nhưng đã được trả về với câu lạc bộ. Tuyên bố tiếp xúc xác nhận rằng huấn luyện viên Gareth Southgate sẽ không triệu tập cầu thủ thay thế Saka, người đã dính chấn thương gân khuèo trong trận đấu với Leeds vào tuần trước. Đội tuyển Anh sẽ tiếp đón Australia trong trận giao hữu tại Wembley vào tối thứ sáu. Sau đó, họ sẽ gặp Italia cũng tại sân vận động này vào ngày 18 tháng 10.